Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc này chưa thể xác định chính xác khu vực bão số 12 đổ bộ. Vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 15 trở lên. Có thể khi vào bờ thì cơn bão này không mạnh như bão số 10 và 11, cũng không đi sâu vào đất liền để gây mưa lớn. Tuy nhiên, những cơn bão cuối mùa thường hoạt động rất phức tạp do nhiều nguyên nhân tác động làm thay đổi hướng di chuyển và cường độ. Nhiều khả năng bão sẽ lệch về phía các tỉnh miền Trung khi chịu tác động trực tiếp của không khí lạnh tràn về vào ngày 2 tháng 11. Theo trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát, hiện đang vào cao điểm mùa mưa lũ ở miền Trung, nên nếu bão số 12 mang theo mưa lớn thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Hầu hết các hồ chứa ở khu vực này đã đầy nước, nhiều hồ được xây dựng từ lâu xuống cấp, nên khi trải qua nhiều trận bão liên tiếp, dễ xảy ra sự cố. Hiện nay, công tác ưu tiên là kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Tính đến thời điểm này, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển đã thông báo cho 22.929 tàu thuyền với hơn 147.000 lao động biết vị trí diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Riêng 142 tàu ở khu vực Hoàng Sa, nơi tâm bão có thể đi qua, thì cần di chuyển ngay về nơi tránh trú an toàn.